Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một mùa giải Quy Nhơn Siêu Việt toàn quốc 2021 mùa 2 tại nhà. Đây là cúp C2 trong những ngày bóng bốc thăm may mắn vừa rồi, cũng rất thú vị. Bây giờ là vòng 196 rồi, chúng ta sẽ đến với tập thứ 36, tập 35, một trong tập rất là hết sức chia buồn cho đại diện Nê Hoàng. Trận thua rất là tiếc vui với một trận thua đậm hơn, với 6 đi cách biệt 6 điểm. Chúng mình cho đạt vào trường cơ sở 2 rất là may mắn để có mặt ở vòng 18, tuy mà khoa hình bây giờ đánh lỗi rồi, đánh lỗi 2 lần, còn ở trường cơ sở 2 thì đánh lỗi có 1 lần. Như sau đối thủ cũng đang chờ đợi này, đó là trận đấu giữa Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Hôm nay mình sẽ bắt đầu. Covid-19 nha, các bạn sẽ tuân thủ thông điệp 5K xuyên suốt. Các bạn nên nhớ điều này. Ok, xong. Đây, đối thủ sẽ là ai? Đặt vào tiền vệ số 2 đây. Đến tập 36 và 1-16 này đã đi ra 2 trận đấu rồi. Đúng. Đây sẽ thời gian chậm chậm xíu nhé. Chín đấy, rất là lâu luôn, ai sẽ có được 100 triệu đồng. Ok, bắt đầu. Đầu tiên là đại học, sau bóng bó thì để coi ai đi trước đại học Vương. Đây, tiếp, đó là con số thứ 3 điểm đây, đại học Tây Nguyên. Một đó đại học Hùng Vương đi trước thì chạy này là giới thiệu căn phòng rồi của mình, cũng được cuộc sống, dù cuộc sống tại nhà đó, như bạn đã biết rõ. Bắt đầu. Ai sẽ nghĩ đây đầu tiên, đây là đại học Hùng Vương Hồ Chí Minh. Vòng này thì đấu xuất sắc, có mặt ở vòng 1-16 và vòng loại thế giờ. Ok, tiếp theo là Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Rồi, bên nào? Đây hả? Vấn đề tiếp tập Hùng Vương xong tiếp tập Hùng Vương. Phát nào tiếp theo là Tây Nguyên.
Chưa có điểm thứ hai, điểm số đầu tiên nữa. Ôi nào cũng luôn, chỉ có cách này thử coi. Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Tiếp tục. Chưa trúng được cái gì hết. Thế coi. Câu trả lời tiếp theo. Số ra là thuộc 3 điểm, 3-1. Chưa một phim bi nào nữa. Đạp và thiếu niên. Năm một, đó là đội đại học của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Năm một, wow, rất là nhẹ nhàng. Chưa được. Xoáy rồi.
nhìn sang, đặt cái nhìn vẫn chưa được rồi. Bọn đi lan sang bên kia. Đạo của Vương, giờ đạo của Lê Nguyên. Điểm số đầu tiên, điểm số thứ hai. Ok, 52. Thì số 52 mình cho đạo Thái Nguyên. Năm 3. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Đạo Thái Nguyên. Câu trả lời của tiếp theo. Xin lỗi làm đội làm lại nhé, trong hết đội làm lại. Ok, chưa được. Ok, cho đạo Tây Nguyên. Điểm này 63. Số 3 đã thuộc về đại học Hùng Vương. Mình bị đi chậm. Rất chậm. Rồi. Đại học Tây Nguyên. Không được. Rồi. Điểm số là 63. Này, để coi. Okay, 63. Điểm số là 63. Thank you.
Đúng. Xong bây giờ là câu trả lời của Đào Vương rồi. Ok, năm đều bài xong nhiều nhất thì bị bắn không con năm sáu dành cho Đại học Tây Nguyên. Cô trả lời hoàn toàn đúng đắn. Ok. Tiếp theo đội thương Vương Châu Quen. Số 56. Vừa được. Chỉ cho là học Tây Nguyên. Vậy chưa được. Rồi. Ôi trời, học Tây Nguyên học vừa xong rồi đấy. Chưa ai bị nhiễm luôn. Bạn có cầm bản số hòa hay không? Bảy điểm Đại học Tây Nguyên, 7, 7, 5. Còn là 2 viên. Rồi. Điểm do Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Rồi, đằng này Đại học Tây Nguyên chắc chắn sẽ gặp đặt vào trường cơ sở 2 rồi. Đấy. 6 điểm dành cho Đại học vừa ở dưới dây cuối cùng. Như vậy là chiến thắng đến tỷ số 8-6. Còn chiến thắng nó thuộc về Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Và đối thủ là Đại học Ngoại thương cơ sở 2 Hồ Chí Minh. Khi mà đánh bài có hình lúc 22 giờ. Và ta nó rồi chia tay tại đây 1-1-16. Và 1-8 thì chúng ta sẽ biết được rằng Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thì có làm được trước Đại học Hồ Chí Minh không nha. Hôm nay là hình thức miền Bắc. Xin lỗi các bạn, hình thức là khu vực miền Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho cặp đấu giữa chủ nhà Đại học Hùng Vương Hồ Chí Minh và Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Đạt Tây Nguyên Buôn Ma Thuột, xin lỗi các bạn nha, đi tiếp nha. Đạt Tây Nguyên Buôn Ma Thuột có 8 điểm màu đào. Đạt Hùng Vương có 6 điểm và Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột sẽ gặp Đạt vào trường cơ sở 2 Hồ Chí Minh. Sẽ chối mặt vào vòng tứ kết trong năm sắp tới. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở nhà mùa dịch trong những chương trình lần sau. Cùng hẹn các bạn tại nhà bây giờ của Sơn Việt Tổng Quốc Hạc Mà Quốc Quốc C2 ở mùa 2. Và đừng quên tâm thủ ông đi 5K để bảo ông còn điều nhiễm Covid-19 luôn đeo khẩu trang trước khi đi học, cũng như là sẽ đảm bảo thông điệp 5K có một thành phố xanh sạch đẹp như là trở lại bình yên bình thường. Và trong hôm chia sẻ là các bạn trong số phát sóng lần sau, vì thời gian ngày hôm nay đã hết pin nên mong các bạn thông cảm. Xin thân ái chào tạm biệt.